xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Bán ngay tượng bác một em siêu phẩm mới về bên em, dòng điện hình, dòng thương hiệu đến từ Đức, BMW. Đây là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, được sử dụng với bộ trang bị Lexus, may kèm vít bên trong. Đầu tiên cửa hàng bên em với cái tông màu ghi sáng, màu ghi tan. Đây là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, và cũng là mẫu em đánh giá là đẹp nhất từ trước đến nay. Như bạn biết thì cái mẫu xe BMW đến từ thương hiệu Đức. BMW sản xuất các dòng xe ô tô thể thao, dòng xe Đức và dòng xe máy, thì BMW cũng dành cho những cái sản phẩm mẫu mới đa dạng của dòng xe đạp thể thao. Đầu tiên về cửa hàng bên nhà em. Và bây giờ xin mời nó còn phải chiếc xe. Vâng, chiếc xe BMW Century bên em mới về thì xe nguyên hộp, gần như là mới tuyệt đối bác nhá. Xe về kèm theo với sổ sách hướng dẫn chính hãng của BMW, của model của xe. Đấy bác nhìn rõ này. Với 30 thứ tiếng chính hãng, phiên bản theo xe 30 thứ tiếng cho các bác thông dụng đọc rất là dày. Về những cái chi tiết và hoạt động của xe, bác có thể về tham khảo thêm. Đây còn tiếng Anh luôn. Đây, sổ sách của xe rất là nhiều. Và giới thiệu qua bác về cái website chính hãng của BMW Kuribai. Thì bác lên trên Google gõ BMW Kuribai thì nó hiện lên những cái dòng model sản phẩm của chính hãng của xe BMW. Đây, cái model của nhà em là BMW Accent Kuri. Đây, model xe nhà em đấy, bác nhìn rõ. Các bác click vào. Đây là website chính hãng của BMW nhé bác nhé. Tất cả những dòng xe đạp địa hình của BMW. Website UK. Website chính hãng của dòng BMW luôn. Cái model của em xuất hiện ngay trên đầu tiên của dòng xe đạp thể thao, với cái thiết kế bộ cũng rất là chắc chắn, không nhìn rõ này. Đây toàn tiếng Anh, em dịch cho các bác xem một đoạn giới thiệu thông qua về cái thông số của xe. Đây là thông số của tiếng Anh em vừa dịch ra lấy từ cái model của xe. Đây là sự pha trộn giữa hợp kim nhôm và sợi carbon chạy theo cái đường xe, khung xe, giúp cho chiếc xe này có hiệu suất cao cho những khung đường bằng cuộc trước làm bằng sợi carbon, đặc biệt cho xe có thể giảm trọng lượng 1 cân 1 kg. Đây là website chính hãng của BMW nhé. Cái model nhà em là model ngay đầu tiên trên website trang chủ luôn. Cái model rất là hot. Các bác có thể tham khảo thêm trên YouTube, có xem video để đánh giá thêm chi tiết của xe. Rất nhiều cái model của xe trên thế giới, dòng BMW kèm theo là những cái dòng xe ô tô, xe máy và xe đạp. Và cái đời xe của nhà em là đời 2019. BMW Kuribai. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho các bác mẫu BMW Kuribai. Đây là một cái siêu phẩm đầu tiên về cửa hàng bên em. Từ trước nay em đánh giá cái mẫu xe dòng xe địa hình, đây là mẫu xe đẹp nhất về cửa hàng bên kia xe đạp. Lần này em được lựa chọn một chiếc xe nhập khẩu rất là mới, còn nguyên hộp luôn, đầy đủ sổ sách kèm theo xe, chứng từ sổ sách. Các bác có thể về tham khảo thêm xem chi tiết của xe. Khung được thiết kế với khung vuông. Và BMW các bác cũng biết, dòng xe ô tô được thiết kế với khối hình hộp rất là chắc chắn. Thì dòng xe đạp được lấy từ ý tưởng của những dòng xe ô tô, mang lại phong cách rất là sang trọng, với cái màu sơn nhũ, bạc nhũ, có cái logo nổi hình tròn biểu tượng của xe BMW ở giữa khung xe. Lúc xe còn rất là mới, em đánh giá là mới trên 95%, gần như tuyệt đối.
bóc cho thùng ra. Nó có nhìn lớp sơn của nó rất sáng và bóng. Từng những con ốc chi tiết nhỏ nhất của xe còn rất là mới luôn. Trên 95% xe. Xe được thiết kế với bộ khung hình khối hộp giống như những dòng xe X6, BMW X6 và BMW X5. Có thể nhìn chiếc xe khá là khang trọng và rất là sport thể thao. Đây là những đây nó hơi xa một chút. Đây là những cái dòng chữ để ăn zoom nha. Đây là cái model sản xuất của xe. Là cái dòng 2019 thôi nhá, cái model của xe là mới chỉ ra cuối năm ngoái thôi. Cái cam em nó hơi mờ. Cái thông số của xe. Xe xuất xứ từ EU. EU đấy, con nhìn bên dưới này. Đây là 5 model của xe. Tem mác vẫn còn nguyên tất tần tật trên khung xe. Và xịn sò. Cái thiết kế của khung xe rất là chắc chắn. Đây là cái mẫu xe lạ mắt nhất từ xưa nay em tìm hiểu. Của phút ghi đông chính hãng của BMW. Cũng còn cái ly lông bên trên lắp của xe đây, biểu tượng của BMW. Màu xanh trắng. Bác về bóc tem ra, bóc tem zin ra bác nhé. Của phút ghi lông gật gù. Chính hãng nguyên bản của BMW. Các bác có thể về sử dụng theo cái tư thế ngồi rất là phù hợp cho các bác. Hạ thấp to lên xuống theo cái góc độ của xe sao cho phù hợp cho tư thế người ngồi. Tay lóng cao su đúc nguyên bản theo xe, chính hãng của BMW, còn rất là mới luôn các bác. Từng chi tiết nhỏ nhất của xe là gần như của nguyên bản theo xe. Sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano Exxon. Và cụm phanh trước là cụm phanh dầu Shimano. Thì cái Shimano Exxon này thường được các bác tìm hiểu thêm cho các bác, thường được sử dụng trên những cái bộ dòng xe đây. Cái đùm Exxon đây, đùm Mayer Exxon được trang bị ủ bên trong, thường được xuất hiện trên những cái dòng xe nhật bãi hoặc là những cái dòng xe trợ lực, rất tiện lợi cho các bác, rất là bền nhé. Các bác tất cả là cái bộ lít bên trong cái đùm này luôn này, đùm Exxon này. Đây là mẫu đầu tiên rồi anh em. Nền khối rất là chắc chắn luôn nhá. Bây giờ phải được trang bị với tay bấm xả phanh dầu thủy lực Shimano. Càng carbon. Càng được kết hợp giữa dòng carbon thì như video trên em có nói trên. Thiết kế với bộ dây đi âm trên càng rất là xịn. Dây phanh dầu được đi âm trong càng phía đằng trước luôn. Gần như là mới tuyệt đối luôn đó chứ. Không phải không biết sức nào cả. Mayer trước là Mayer của Shimano. Mayer Shimano nguyên bản theo xe. Sử dụng lốp cao cấp, lốp hiệu của Continental. Lốp cao cấp nhé, các bác nào mà chơi những dòng xe đạp thể thao thường sử dụng những dòng lốp cao cấp. Đi trên đường dài, lốp rất là mỏng và nhẹ. Lốp mỏng, rất là nhẹ, Continental. Lốp chính hãng của Sakuri. Lốp hiệu. Lốp zin nguyên bản theo xe nhé. Kích thước lốp 28. 28x2.0. Được sử dụng lai những cái dòng địa hình và cố định. Trên phổ thông rộng rãi cho các bác đi đường phố thật tiện lợi. Đây là phía dây âm bên trong sườn. Dây âm bên trong sườn xe được thiết kế cái khung hình hộp rất là chắc chắn. Được ba phía theo cái mô típ của xe BMW. Mã vạch chính hãng của BMW trên khung xe luôn. Bác nhìn chiếc xe có rất là nổi trên khung xe đây. Nhìn đập vào mắt chúng ta là cái dòng QR code, mã vạch
trên khung xe, dưới gầm xe đây. Kem cũng còn kem nữa, em có nhìn rõ này. Đấy. Kem chống hàng giả của xe luôn. Cọc yên nguyên bản theo xe, yên Ryan, yên hiệu cao cấp, để sử dụng pha trộn giữa cao su và silicone, cao su và silicone, ngồi rất là êm và chắc chắn vào xe. Yên hiệu các yên cao cấp của BMW. Đùi đĩa Lexus trang bị theo com lê của xe, trang bị với một tầng đĩa theo cái sườn sử dụng. Những cái dòng xe một tầng đĩa này sử dụng theo cái bộ Lexus đùm lip đi theo Mayer xe. Bên đèn nhựa rất là chắc chắn, còn rất là mới luôn, còn tem trên xe, xích còn rất là mới. Đùm nguyên khối đất sùng bằng 7 lít, trang bị với 7 tầng lít. Thường được sử dụng rộng rãi lắm, thường thấy những dòng xe Nhật bãi hoặc là những cái dòng xe trợ lực sẽ xuất hiện những cái đùm nó xù này của Shimano. Lúc đằng sau vào bánh cũng được sử dụng với Continental nguyên bản cho xe. Lốp trước và lốp sau đều sử dụng lốp Continental, lốp cao cấp, ruột vỏ rất là nhẹ. Bây giờ xin nói chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 47. Chiều cao ngang của khung là size 54. Thế là các bác bao từ 1m6 đến trên 1m7. Đây là mẫu xe lý tưởng cho các bác. Ta trang bị với 7 tốc độ của Lexus. Mấy ô số này, lên lít này. Sử dụng rất là dễ dàng, mà chân chu mượt mà đó nhá. Xuống lít. Nó nhìn rõ. Rất là êm xe. Bên này có một tầng đĩa thôi. Đĩa rất là nhỏ, giúp cho các bác đạp rất là tiện lợi, rất là nhẹ xe. Máy nó rất kêu bon và kêu nhá. Đây là một dòng siêu phẩm từ trước hôm nay đến về bên nhà kia xe đạp, mẫu BMW Century, dòng xe cao cấp sang. Vâng, em vừa lấy đánh giá tổng thể xong chiếc xe BMW hiệu Đức model Century năm 2019, và xe về nguyên hộp còn rất là mới, kèm theo những cái phụ kiện của xe, giấy sổ sách, giấy tờ của xe. Xe được trang bị những thiết kế theo cái bộ khung rất chắc chắn của BMW, theo cái thiết kế khung khối vuông đến từ lý tưởng những dòng xe X5 và X6. Bộ chuyển số của Lexus trang bị củ Mayer sau 7 tầng lip nguyên hộp, và xe giá tốt Việt Nam là 14.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc kênh YouTube Tiền Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký theo cái kênh, còn các bác trên đường mang.